Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện trên mạng Internet xuất hiện một sòng bạc online trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng. Thủ đoạn của chúng là liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài, đổi thưởng online, nổ hũ, B29, choáng G88, để mời đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua bán tiền ảo trong game. Để có tiền tham gia đánh bạc, người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game, đồng thời đổi được tiền ảo thành tiền thật. Ngày 15 tháng 9 năm 2021, lực lượng công an đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trái phép, bắt giữ nhóm 9 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị, Gia Lai. Tang vật thu giữ: 1 xe ô tô, 3 máy tính xách tay, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 5 SIM điện thoại và các tài liệu liên quan. Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2020 đến nay lên đến trên 50 tỷ đồng. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc điều tra mở rộng chuyên án.